Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Tích hợp chỉ tiêu kinh tế xã hội trên hệ thống thông tin báo cáo chính phủ. Xúc tiến tiêu thụ vải thiều năm 2020. Năm 2021 sẽ quy định về dạy học trực tuyến. Nhiều công dân Việt Nam ở nước ngoài được đưa về nước. Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 6, các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và hãng hàng không quốc gia Việt Nam đã tổ chức chuyến bay đưa hơn 340 công dân Việt Nam hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Đà Nẵng. Hành khách trên chuyến bay bao gồm trẻ em, người cao tuổi, người ốm đau, phụ nữ mang thai, sinh viên, tu nghiệp sinh hết hạn hợp đồng, ký túc xá đóng cửa, người lao động hết hạn thị thực và hợp đồng lao động. Ngay sau khi hạ cánh tại Việt Nam, toàn bộ phi hành đoàn và hành khách đều được kiểm tra sức khỏe và cách ly tập trung theo quy định. Những trường hợp phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 được chuyển đến điều trị tại các cơ sở y tế, đảm bảo ngăn ngừa lây nhiễm ra cộng đồng. Trong hai ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 6 năm 2020, các cơ quan chức năng Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam ở Thụy Điển, Phần Lan và các nước châu Âu khác cùng hãng hàng không quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại đưa hơn 300 công dân Việt Nam về nước an toàn từ hai sân bay Stockholm và Helsinki. Hành khách trên chuyến bay chủ yếu là học sinh, sinh viên đã hoàn thành khóa học, gặp khó khăn về chỗ ở, trẻ em dưới 18 tuổi, trong đó có trẻ sơ sinh, phụ nữ mang thai, người cao tuổi, người có bệnh nền, người đi du lịch, thăm thân, người lao động hết hạn thị thực và hợp đồng lao động bị kẹt lại từ các nước Thụy Điển, Phần Lan, Na Uy, Đan Mạch, Ba Lan, Hungary, Bồ Đào Nha, Latvia, Czech, Bulgaria. Sau khi hạ cánh tại sân bay quốc tế Nội Bài, những người tham gia chuyến bay đều được kiểm tra y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định. Ngày 5 tháng 6 tại Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã công bố hai test kit thử COVID-19 của Việt Nam được cấp phép lưu hành rộng rãi ở châu Âu. Điểm đặc biệt của hai bộ test kit thử này là được đầu tư và nghiên cứu hoàn toàn bởi nguồn vốn tư nhân. Thành công này khẳng định một lần nữa việc huy động hiệu quả nguồn lực xã hội cho hoạt động phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Việt Nam. Bộ kit thứ nhất được nghiên cứu chế tạo sản xuất thành công trên quy mô công nghiệp, trên cơ sở nghiên cứu của Viện Kiểm định Quốc gia Vaccine và Sinh phẩm Y tế, hiện được thử nghiệm cho phát hiện SARS-CoV-2 từ bệnh phẩm lâm sàng tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Độ đặc hiệu lâm sàng và độ nhạy lâm sàng đều đạt 100%, thời gian giảm 4 tiếng so với phương pháp PCR của Tổ chức Y tế Thế giới, WHO. Bộ kit thứ hai được đầu tư hoàn thiện trên cơ sở nghiên cứu của các nhà khoa học tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Bộ kit hoạt động dựa trên phản ứng RT-LAM chỉ diễn ra trong 30 phút, cho phép phát hiện SARS-CoV-2. Hiện nay, hai bộ kit này nhận được nhiều sự quan tâm của các nước châu Âu và Mỹ vì khả năng ứng dụng phù hợp trong việc mở rộng quy mô xét nghiệm SARS-CoV tại các nước. Hai bộ test kit này được giới chuyên môn trong nước và quốc tế đánh giá tích cực. Đây cũng là những bộ kit chẩn đoán COVID-19 của Việt Nam có mặt trong danh sách sử dụng trong trường hợp khẩn cấp của WHO. Sau khi được cấp phép lưu hành tại châu Âu, hai bộ test kit này sẽ có triển vọng xuất khẩu tích cực. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành kế hoạch thực hiện quyết định số 489 của Thủ tướng về công tác khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập. Để thực hiện quyết định đó, thì một trong những giải pháp cốt lõi là năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ban hành quy định về dạy học trực tuyến, dạy học qua truyền hình, tổ chức biên soạn tài liệu dạy học trực tuyến trong các cơ sở giáo dục thường xuyên. Trong đó, tập trung đổi mới hệ thống giáo dục theo hướng mở, linh hoạt, liên thông, đa dạng hóa các loại hình đào tạo và học tập kiểm tra, công nhận kết quả học tập, đẩy mạnh phát triển giáo dục từ xa, học trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Việc tổ chức kỳ thi không chỉ đơn thuần là để công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông mà còn nhiều ý nghĩa quan trọng khác. Kỳ thi sau đó phải đảm bảo yêu cầu nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng, minh bạch. Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo tại hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh thành trong công tác tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. Theo quy chế thi trung học phổ thông năm 2020, được công bố ngoài quy định chung tương tự như kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019, thì năm nay quy chế thi quy định rõ hơn về nhiệm vụ và trách nhiệm của từng khâu, phù hợp với tăng cường tự chủ của các địa phương. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện về chỉ đạo tổ chức kỳ thi tại địa phương mình. Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng cho biết trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn rất lớn. Bộ Giáo dục cũng phải chịu trách nhiệm trước hết là xây dựng và cái chất lượng đề thi.
phải chất lượng đáp ứng được yêu cầu đặt ra, rồi phần mềm bảo mật cũng phải tốt, rồi công tác thanh tra giám sát phải nghiêm minh. Đồng tình quy chế thi năm nay, nhất là phân quyền cho các địa phương. Tuy nhiên, nhiều đại biểu băn khoăn về tính công bằng khi không có lực lượng giảng viên đại học tham gia coi và chấm thi. Cùng với đó, lực lượng thanh tra gồm 3 cấp, bộ, tỉnh, sở, liệu có chồng chéo? Lãnh đạo bộ khẳng định sẽ sớm ban hành hướng dẫn công tác thanh tra, trong đó đảm bảo nắm rõ nhiệm vụ, rõ thẩm quyền, rõ mục tiêu, rõ phương pháp và rõ trách nhiệm nên không có sự chồng chéo. Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Ninh Bình cho biết đã hoàn thành việc chọn bộ sách giáo khoa lớp 1 cho năm học mới. 3 bộ sách được lựa chọn gồm Kết nối tri thức với cuộc sống, Bộ vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và bộ sách Cánh diều của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm. Sau khi lựa chọn được bộ sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống dành cho học sinh lớp 1 trong năm học tới, các giáo viên trường tiểu học Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đã nghiên cứu và tham gia các lớp tập huấn để đảm bảo công tác dạy và học đạt hiệu quả cao nhất. Chúng tôi đã tham gia rất nhiều các lớp học. Một là tự học, tự bồi dưỡng. Chúng tôi lấy toàn bộ các tài liệu ở trên mạng đấy của Bộ Giáo dục chuyển về cho chúng tôi để chúng tôi học. Tự học, tự nghiên cứu. Và trong quá trình chúng tôi tự học, tự nghiên cứu thì có sự hỗ trợ của tất cả các anh em đồng nghiệp. Chúng ta tự chia sẻ với nhau. Và tiếp đó là chúng tôi được tham gia rất nhiều các lớp tập huấn, sở cũng đã tập huấn. Khó khăn của nhà trường để thực hiện cái chương trình sách giáo khoa mới thì còn băn khoăn một việc, đó là cái thiết bị sử dụng cho dạy học cho giáo viên lớp 1 và học sinh lớp 1 thì cho đến giờ phút này thì là chúng tôi cũng chưa biết được là cái bộ thiết bị đó. Toàn tỉnh Ninh Bình hiện có 148 trường tiểu học và trên 800 giáo viên dạy lớp 1. Chương trình giáo dục phổ thông mới đã được các nhà trường và thầy cô giáo nghiên cứu, tập huấn kỹ càng. Việc còn lại chỉ là chờ các nhà xuất bản gửi sách về. Thứ nhất, đây là lần đầu tiên việc chọn sách giáo khoa được thực hiện trong ngành. Cho nên chắc chắn là cũng có những cái lúng túng ban đầu. Thế rồi, cái bản mẫu của sách giáo khoa thì cũng chưa được chuyển đầy đủ đến các nhà trường. Mặc dù chúng tôi cũng đã chủ động rất sớm, từ những ngày đầu tháng riêng khi có bản mẫu thì chúng tôi cũng đã để các nhà xuất bản trực tiếp giới thiệu với các thầy cô trong tỉnh. Nhưng mà cái số lượng bản mẫu cung cấp ở 5 cái bộ sách này cũng chưa thật đầy đủ. Trong thời gian trước khi bước vào năm học mới, bên cạnh việc duy trì, dạy và học cho các cháu lớp 1 năm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục mời các tác giả của các bộ sách về địa phương để tổ chức các buổi tập huấn, trao đổi, giúp nhà trường và giáo viên nắm chắc hơn, kỹ hơn chương trình giáo dục phổ thông mới. Mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục, chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ có ảnh hưởng lớn tới chất lượng giáo dục ở bậc học tiếp theo. Là một trong những trường đứng đầu top giáo dục mầm non của tỉnh, những năm qua trường mầm non Hoa Hồng, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc không ngừng đổi mới phương pháp dạy học, từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ. Trong các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, trường mầm non Hoa Hồng xác định nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên là giải pháp quan trọng hàng đầu. Hiện nay nhà trường có hơn 900 trẻ với gần 70 cán bộ, giáo viên, nhân viên, 100% giáo viên đạt chuẩn, 90,4% giáo viên đạt trên chuẩn. Bằng lòng tâm huyết với nghề, tình thương yêu với trẻ, nhiều giáo viên tìm tòi, đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động với phương châm mỗi ngày tới trường là một ngày vui nhằm phát huy tính chủ động, tích cực của trẻ. Đối với cả các tiết học thì đặc biệt chúng tôi rất là quan tâm là giáo dục cho trẻ làm sao mà có các hoạt động trải nghiệm để lấy trẻ làm trung tâm. Đối với các hoạt động trong lớp học, nhà trường triển khai việc xây dựng các góc học mở, bổ sung các đồ dùng đồ chơi, nguyên vật liệu thiên nhiên từ địa phương, tạo sự hấp dẫn cho trẻ. Đồng thời xây dựng môi trường ngoài lớp học, chú trọng cảnh quan môi trường như cảnh tạo khu vui chơi cho trẻ, khu cát nước cho trẻ có khả năng trải nghiệm, xây dựng khu chơi an toàn giao thông cho trẻ, rèn các kỹ năng, có những kiến thức về an toàn giao thông, khu vườn rau cho bé để trẻ có khả năng quan sát và chăm sóc. Rồi là đến các tiết dạy thì chúng tôi cũng luôn chú trọng là làm sao mà xuất phát từ các con để mà lên những cái tiết dạy
rồi là những cái hoạt động phù hợp với đặc điểm của cá nhân trẻ, đặc biệt chú trọng đến cá nhân trẻ. Chất lượng chăm sóc giáo dục của nhà trường ngày càng được khẳng định. Trong những năm qua, nhà trường đã đạt được nhiều thành tích, là trường đầu tiên trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, tạo được niềm tin cho các bậc phụ huynh khi gửi gắm con em vào trường. Chương trình xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, việc quy định xe máy phải bật đèn vào ban ngày sẽ không quy định cứng thành quy tắc giao thông, thay vào đó chỉ quy định về đèn nhận diện thành một cấu thành bắt buộc của phương tiện. Theo lãnh đạo vụ pháp chế Bộ Giao thông Vận tải, trong phần quy tắc giao thông đường bộ, dự thảo luật đưa ra các quy định liên quan đến nhận diện. Đây là nội dung được luật hóa theo quy định tại Điều 32 Công ước về Giao thông Đường bộ đã được nghiên cứu và áp dụng ở nhiều quốc gia, bao gồm cả các quốc gia có khí hậu tương đồng Việt Nam. Trên cơ sở ý kiến đóng góp của người dân, dự thảo đã được chỉnh lý theo hướng không quy định cứng thành quy tắc giao thông, mà chỉ quy định về đèn nhận diện thành một cấu thành bắt buộc của phương tiện, để vừa đảm bảo quy định của công ước viên, vừa đảm bảo cơ chế phòng ngừa tai nạn cho người dân. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều năm 2020. Trong chuỗi sự kiện xúc tiến tiêu thụ vải thiều, lễ xuất hành xe vải đầu tiên đã được diễn ra long trọng. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ xuất hành. Năm 2020, diện tích vải thiều toàn tỉnh Bắc Giang là 28.100 ha, sản lượng ước đạt 160.000 tấn. Do tác động của dịch COVID-19, hoạt động thu mua tiêu thụ của các doanh nghiệp nước ngoài còn nhiều hạn chế. Chính vì vậy, cần có những biện pháp phù hợp trong sản xuất chế biến tiêu thụ vải thiều, thích ứng với tình hình thị trường trong bối cảnh mới. Vì thế, việc tổ chức xúc tiến trực tuyến đảm bảo kết nối được các thị trường, đồng thời đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 của các nước. Cụ thể, hội nghị này đã được kết nối tới 4 điểm cầu tại Trung Quốc, nơi tập trung các doanh nghiệp thương nhân thu mua vải thiều của Việt Nam. Ước tính có hơn 2.000 người tham gia hội nghị trực tuyến lần này. Sở Công Thương Bắc Giang đánh giá, cách tiếp cận này không chỉ đảm bảo kết nối rộng rãi tới các thị trường tiêu thụ, mà còn giảm kinh phí xúc tiến. Nếu như những năm trước, kinh phí chi cho việc tổ chức xúc tiến tại chỗ tốn 15 tỷ đồng, thì năm nay chỉ hơn 2 tỷ đồng. Hội nghị này có sự tham dự của nhiều tập đoàn và các siêu thị bán lẻ lớn trong nước. Ngoài ra, thị trường nội địa vẫn được chú trọng hàng đầu để tiêu thụ quả vải. Đặc biệt, tại hội nghị trực tuyến này, lần đầu tiên vải thiều được đưa lên sàn giao dịch thương mại điện tử nhằm giúp các doanh nghiệp trong và ngoài nước dễ dàng thực hiện các giao dịch kinh doanh thông qua sàn mà không phải đến trực tiếp. Năm nay, ước tính 50% sản lượng vải thiều sẽ được tiêu thụ tại nội địa, 50% dành cho xuất khẩu. Cũng trong chuỗi sự kiện xúc tiến tiêu thụ vải thiều sáng ngày 6 tháng 6, lễ xuất hành xe vải thiều đầu tiên cũng đã được diễn ra long trọng. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ xuất hành. Mới đây, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì buổi làm việc với đại diện các bộ ngành, bàn giải pháp thúc đẩy sớm hoàn thành việc kết nối, tích hợp, báo cáo chỉ tiêu, báo cáo thống kê về kinh tế xã hội và thông tin báo cáo hàng ngày vào hệ thống thông tin báo cáo chính phủ. Theo báo cáo của Cục Kiểm soát Thủ tục Hành chính, Văn phòng Chính phủ, đến nay đã có 20 trên 22 bộ, cơ quan ngang bộ đã rà soát, chuẩn hóa một bước các chế độ báo cáo định kỳ. Trong số 200 chỉ tiêu kinh tế xã hội, có 78 chỉ tiêu của các bộ, cơ quan triển khai trên hệ thống thông tin báo cáo, hệ thống thông tin chuyên ngành có khả năng tích hợp trực tiếp với hệ thống thông tin báo cáo chính phủ. Trong đó 33 chỉ tiêu đã hoàn thành tích hợp trực tiếp, một số chỉ tiêu đã có dữ liệu thực. Số chỉ tiêu còn lại, các bộ, cơ quan chưa triển khai điện tử phải nhanh chóng hoàn thành để đến thời điểm khai trương dự kiến vào trung tuần tháng 8 tới phải có ít nhất 150 chỉ tiêu thống kê thực trên hệ thống. Bộ trưởng Mai Tiến Dũng lưu ý các bộ ngành hoàn thành dữ liệu đến đâu, kết nối đến đó. Và số liệu cung cấp phải chuẩn để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của chính phủ. Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản Philippines đang tìm nguồn nhập khẩu thêm 300.000 tấn gạo để tăng cường cho kho dự trữ chính phủ nhằm đối phó với đại dịch COVID-19 và chuẩn bị cho nguồn cung quý 3. Do đó, các doanh nghiệp Việt Nam cần lưu ý đến sự cạnh tranh gay gắt từ các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan nhằm đạt được sự quan tâm của các nhà nhập khẩu gạo Philippines. Bên cạnh đó, Bangladesh cũng đang thu mua thêm 200.000 tấn lúa từ vụ thu hoạch đang diễn ra để đảm bảo nguồn cung cho các hoạt động cứu trợ nội địa trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang lây lan ở nước này. Ngoài ra, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam,
Trung Quốc hiện đã thực hiện 95% mục tiêu tự túc lương thực, gạo, ngô, lúa, mì, nhưng vẫn cho phép nhập khẩu một lượng nhất định thông qua hệ thống hàng ngạch phi thuế quan cho phép các thương nhân trong nước nhập khẩu với mức thuế suất chỉ còn 1% so với mức ngoài hạn ngạch 65%. Đây cũng là những cơ hội cho gạo Việt Nam gia tăng xuất khẩu trong thời gian tới. Từ năm 2016, thông qua đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020, Vụ Khoa học và Công nghệ Bộ Công Thương đã hỗ trợ Viện Công nghệ cao thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự thực hiện một số nhiệm vụ khoa học công nghệ về nghiên cứu sản xuất thực phẩm chức năng dành cho bộ đội tác chiến trong điều kiện đặc biệt. Sau thời gian triển khai, các nhiệm vụ khoa học công nghệ đã đạt được nhiều kết quả tích cực, sản xuất ra sản phẩm chất lượng được nhiều đơn vị quân đội đánh giá cao, đặc biệt quá trình sản xuất, sử dụng nhiều nguồn phụ phẩm nông nghiệp giúp hạ giá thành và bảo vệ môi trường. Đây là một buổi luyện tập của các chiến sĩ bộ đội trong điều kiện đặc biệt. Trong buổi luyện tập này, các chiến sĩ rèn luyện bản lĩnh, sức chịu đựng và sự tỉnh táo sẵn sàng chiến đấu, cho dù điều kiện môi trường tác chiến hết sức khó khăn. Luyện tập thường xuyên sẽ giúp những người lính trẻ này tiến bộ, và tiến bộ sẽ còn nhanh hơn nếu họ có thêm những hỗ trợ khác nhằm đảm bảo năng lực chiến đấu luôn ở mức cao nhất. Nhiệm vụ nghiên cứu sản xuất thực phẩm chức năng dành cho bộ đội tác chiến trong điều kiện đặc biệt của Viện Công nghệ mới thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự chính là để thực hiện nhiệm vụ đó. Chúng tôi được giao cái nhiệm vụ là sản xuất cái thực phẩm chức năng dùng cho bộ đội làm nhiệm vụ đặc biệt. Và sau thời gian nghiên cứu thì đến nay sản phẩm đã được hoàn thành và đã sản xuất. Và trong đợt này thì chúng tôi tiến hành cho bộ đội dùng thử để đánh giá hiệu quả, chất lượng của sản phẩm. Các nhiệm vụ hiện đã hoàn thành quy trình sản xuất ra 3 dòng sản phẩm, gồm sản phẩm viên nang Sutap SA có tác dụng bồi bổ cơ thể, giúp tăng lực, hỗ trợ giảm suy nhược cơ thể mệt mỏi. Sản phẩm viên nang Sutap SOB có tác dụng giảm căng thẳng, chống oxy hóa và dưỡng não. Và bộ sản phẩm chức năng KPAP giúp bộ đội đảm bảo dinh dưỡng trong điều kiện tác chiến không thể tổ chức nấu nướng. Một bộ sản phẩm này cung cấp 3.500 kcal, gần gấp đôi mức năng lượng cần thiết của một người bình thường, với ưu điểm dễ sử dụng và tạo ra ít chất thải. Cả 3 sản phẩm đều được các đơn vị thử nghiệm đánh giá cao. Sản phẩm viên nang Sutap SA được sản xuất từ việc thu nhận những hoạt chất quý giá nhất từ nhiều loại thảo dược tự nhiên như đinh lăng, bạch tật lê. Những thảo dược theo đông y và nghiên cứu y sinh hiện đại đều có tác dụng tăng cường sức khỏe rất tốt. Sutap SOB là sản phẩm chứa enzyme natokinasa và lycopene, là sản phẩm từ quá trình lên men vi sinh vật, có tác dụng chống tắc huyết khối, bổ dưỡng não và chống stress oxy hóa. Còn bộ thực phẩm chức năng KPAP thu nhận các hoạt chất quý từ phụ phẩm cá hồi. Từ các cái phụ phẩm của công nghiệp chế biến cá, có thể đây là cá hồi, thì chúng tôi tận dụng những cái phụ phẩm đó để sử dụng và ứng dụng công nghệ enzyme, là sử dụng các cái enzyme protease để phân cắt các cái protein trong cái phụ phẩm đó trở thành các cái đoạn mạch polypeptide và peptide mạch ngắn có cái hoạt tính sinh học. Thì những cái polypeptide và peptide mạch ngắn đó thì khi mà được hấp thụ cơ thể con người thì nó sẽ thể hiện, ngoài cái giá trị dinh dưỡng thì nó cũng sẽ thể hiện những cái hoạt tính sinh học, ví dụ như là khả năng chống oxy hóa hay là khả năng tăng cường lên cái canxi để giúp cho bộ đội có tăng cường khả năng để hoạt động trong các điều kiện đặc biệt. Thời gian đầu công tác tách chiết thu nhận hoạt chất từ thảo dược và phụ phẩm nông nghiệp có hiệu quả thấp. Nhưng sau khi được Bộ Công Thương hỗ trợ, Viện Công nghệ mới đã ứng dụng công nghệ enzyme vào sản xuất, giúp tăng cao hiệu quả tách chiết, nâng cao năng lực sản xuất và hạ giá thành sản phẩm. Thực hiện cái đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020, thì Bộ Công Thương có giao cho Viện Công nghệ mới là triển khai 3 cái nhiệm vụ khoa công nghệ, thì trong đó để mà hỗ trợ các lực lượng bộ đội trong hoạt động trong điều kiện đặc biệt. Thì đến nay thì về cơ bản là 2 trong 3 cái nhiệm vụ đã hoàn thành và được Hội đồng Khoa học cấp quốc gia đánh giá rất là tốt đối với cái kết quả nghiên cứu, cũng giống như các cái kết quả liên quan đến thử nghiệm trong các lực lượng bộ đội đặc biệt. Được sự hỗ trợ từ Vụ Khoa học Công nghệ Bộ Công Thương thông qua đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020, Viện Công nghệ mới đã sản xuất ra những sản phẩm vừa phục vụ quân đội vừa có thể dùng cho dân sự để điều trị stress bệnh lý, đồng thời còn dùng cho đối tượng hoạt động cường độ cao, làm việc trong môi trường căng thẳng mệt mỏi để tăng cường năng lượng, phục hồi chức năng. Một kết quả rất có ý nghĩa khác là quá trình sản xuất tận dụng được nhiều loại phụ phẩm nông nghiệp, giúp giảm rác thải và giảm ô nhiễm môi trường.
Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.